Về hàng 75 mới nhất của LG trong năm 2024. Đấy, 75 QNED này, 86 này. Mã hàng có hỗ trợ tần số quét 120Hz. Có bảo hành 3 năm tại nhà và thời điểm này các bác mua đang tặng kèm một bộ loa sau 3 với công suất 400W này. À, 65 QLED 86 làm mưa làm gió trong 1 tháng vừa rồi rồi. Và với kích thước màn hình 75 inch này thì khá là kén khách. Đấy, chiều dài của 75 inch thì sẽ dài hơn. Đấy, khi mà các bác bỏ hộp ra nhá, cả hộp của nó thì là 1m89 này. Nhưng khi bỏ hộp ra thì chiều dài của TV là 1m67. Và đối với kích thước màn hình 75 inch này thì sẽ phù hợp cho các không gian có cái vị trí ngồi tới cái điểm mà các bác đặt hay treo TV ấy, là từ 3m8. 75 QLED 86 với sự kết hợp của quang tầm đốt NanoCell, chip Alpha 8, chip trí tuệ nhân tạo, hệ điều hành của iOS, có chung kết Win, có Apple AirPlay và cả Apple Home nữa, thì đây là một trong những cái mã hàng đang có giá tốt nhất trên thị trường hiện tại. Hôm nay thì em sẽ review cái mã hàng 75 inch để phục vụ các bác. Cái mã này thì các bác nhớ nhá, trước ngày 31 tháng 10 thì các bác vẫn đang được tặng, LG tặng trực tiếp về tận nhà cho các bác một bộ loa sau 3 với công suất 400W. 75 inch thì sẽ có cái không gian lớn hơn, kích thước lớn như vậy thì nó sẽ phù hợp để các bác lắp đặt tại phòng khách hay phòng họp của công ty, của doanh nghiệp. Đây là 65 inch này. 65 inch thì đang bán với giá sắp xỉ khoảng 20 triệu. Con này thì cũng bảo hành 35, tặng kèm bộ loa S70Ti với trị giá khoảng 7.490.000 này. Và hiện tại ấy, thì chỉ có 65 inch và 75 inch có chương trình này thôi. Thiết kế 75 inch thì cái kích thước của chân đế thì nó sẽ dài hơn so với cả kích thước của 65 inch. Còn 55 inch thì chỉ có bảo hành 25, nhưng 55 inch thì sẽ khác biệt hơn với cái chân đế của nó là chân đế hình chữ nhật. Bề mặt phía trước gần như là tràn viền ba cạnh, khung viền plastic nhựa màu đen bóng. Con này thì cũng có cái bố trí với hệ thống các cổng kết nối ở bên sườn rất là dễ để cho người dùng có thể cắm các thiết bị ngoại vi, có treo tường hay để trong không gian hẹp thì thò tay vào để rút phích cũng rất là đơn giản. Khe tản nhiệt rất lớn, đảm bảo cho TV hoạt động trong thời gian dài không bị nóng, không ảnh hưởng tới độ bền của TV. Bây giờ em sẽ lấy cái remote của nó ra để các bác trải nghiệm xem là 75 QLED 86 có hệ điều hành và giao diện ra sao nha. Đối với các dòng 75 inch hiện tại thì 75 của LG được trang bị cái Magic Remote này rất là xịn sò. Các bác nhìn này, khi mà em kết nối điều khiển với cả TV, các bác sẽ có cái trải nghiệm giống như đang ngồi trước laptop hay màn hình máy tính vậy. Cái trải nghiệm mà con trỏ xuất hiện tại màn hình trang chủ và các bác di chuyển lia chuột để có thể lựa chọn ứng dụng hay các tính năng thì rất là đơn giản, mượt mà. Con trỏ này là cái tính năng độc quyền của LG, chỉ cần chỉ nhấp và điều khiển với con trỏ, không có khác gì các bác ngồi trước laptop hay máy tính vậy. Các bác nhìn này, hệ thống các ứng dụng tập trung tại màn hình trang chủ với sự kết hợp của con trỏ Magic thì mọi người có thể là ngay lập tức truy cập vào các ứng dụng để xem truyền hình, xem phim hay là xem thể thao. Trong cái thời điểm này thì các bác, khi mà các bác mua trong cái khoảng thời gian tháng 10 này, thì các ứng dụng như FPT Play, VTV Go K cộng hay Clip TV hay cả VTV Cap On nữa thì đều được cộng thêm các tháng sử dụng mà bình thường các bác phải mất tiền thì mới có thể đăng ký được. QLED 86 75 inch với giá hiện tại đang bán là nhỉnh 29 triệu nhé. Bảo hành 3 năm chính hãng, có tặng kèm một bộ loa sau 3 với công suất 400W. Cái mã hàng của con sau 3 là S70Ti. Và thường từ 2 đến 3 tuần sau khi các bác nhận được tin nhắn kết hoạt bảo hành thì LG sẽ gửi trực tiếp cái bộ loa này về tận nhà cho các bác. Giao diện iOS của 75 QLED 86 thì cũng rất là dễ để người dùng có thể quan sát và trải nghiệm hàng ngày. Chia đều ra bao gồm các mục như thể thao, trò chơi, âm nhạc, hay mọi người cũng có thể là gì, ngay lập tức truy cập các chương trình đang được nhiều người dùng, nhiều người tìm kiếm, những chương trình mà đang được đề xuất trong cái thời gian thực. Đây, các bạn nhìn này, bản phát hành mới này, rạp chiếu phim nổi tiếng với các bộ phim chiếu rạp bom tấn này, mọi người cũng có thể chỉnh sửa những cái chương trình hay là những cái đề xuất ở cái màn hình chính này bằng cách là di chuyển vào phía dưới cùng, kích vào hình cái bút, sau đó thì các bác sẽ lựa chọn để có thể là sắp xếp lại cái màn hình. Với webOS 24 hệ điều hành mới trong năm 2024 thì năm nay
LG còn trang bị thêm cả chatbot nữa. Tức là các bác có thể là dễ dàng để có thể truy cập hỏi hay là tìm kiếm những câu hỏi khi mà các bác dùng các bác không hiểu, muốn cài đặt, muốn tìm để có thể là truy cập vào cái mục quản lý về hình ảnh, về âm thanh, về các tính năng của TV thì trên TV của năm 2024 đã tích hợp rồi. 75 inch hiện tại thì với giá dưới 30 triệu thì QLED 86 sẽ là một trong những mã hàng đang có giá tốt nhất. Nó hội tụ đầy đủ từ độ phân giải 4K này, có màn hình với sự kết hợp của quan tầm đốt và laser cell, hỗ trợ tần số quét 120Hz, trải nghiệm những cái khung hình có tốc độ chuyển động nhanh. Như các bác xem thể thao hay là muốn biến 75 QLED 86 làm màn hình chơi game ấy, thì con này nó đã cho cái khả năng quét hình vô cùng mượt mà và đỉnh cao rồi, chống mọi hiện tượng giật lag, chống hiện tượng xé hình. Và với cái trải nghiệm này thì đây là một trong những chiếc TV ổn áp nhất. Ngay cả kích thước màn hình 55 inch bán với giá nhỉnh 18 này, 65 inch bán giá sấp xỉ 20 và 75 inch bán với giá nhỉnh 29, thì phân khúc 86 TNA của 2024 luôn luôn nhận được nhiều quan tâm của các bác. Công nghệ tinh chỉnh độ sáng của bộ lông cao, tức là gì? Là công nghệ local dimming sẽ giúp cho cái khung hình với cái hiển thị của độ sâu màu đen vô cùng chi tiết và sắc nét. Độ tương phản của QLED 86 thì cũng cho cái hiển thị nó tốt hơn, rõ hơn, sắc nét hơn, màu sắc sống động và tươi sáng hơn so với ở các mã hàng khác đang bán ở trên thị trường. Con này thì hội tụ đầy đủ các công nghệ như trình chiếu nội dung từ laptop, từ máy tính lên, hay các bác muốn trình chiếu nội dung từ điện thoại iPhone, hay là gì, hay đơn giản là các bác muốn trải nghiệm những cái nội dung giải trí trực tuyến bằng cách truy cập vào trình duyệt web để có thể đọc báo, để có thể truy cập các trang phim, xem bóng đá online. Hay qua cái trình duyệt này thì vô cùng đơn giản và dễ dàng. Đơn giản là dùng Magic Remote truy cập ứng dụng trình duyệt web, sau đó thì gõ cái địa chỉ của trang web các bác muốn xem, các bác muốn truy cập, là ngay lập tức nó đã có thể quét và truy cập để giúp người dùng giải trí nhanh rồi. Đấy, các bác nhìn này, truy cập vào Google nhé. Hay đơn giản là em muốn là truy cập vào VN Express để đọc báo này, chỉ trong tích tắc thôi thì con chip Alpha, bộ xử lý Alpha 8, nó ngay lập tức nó đã xử lý để các bác có thể truy cập vào trang web và đọc được những tin tức mới nhất, rõ nhất bằng cái điều khiển chuột bay di lên hoặc là di xuống như vậy. 75 inch trong cái clip trước thì em có cập nhật những cái dòng như 75 UT 8050 hay 75 Lalo 81 TSA, những mã hàng cũng đang có chương trình tặng loa, nhưng những mẫu này thì chỉ bảo hành 2 năm thôi và tặng cái bộ loa là công suất khoảng 340W nhé. Còn S60T chứ không phải là gì, không phải là bảo hành 3 năm, không phải là tặng loa S70Ti công suất 400 như con QLED 86 này. Đấy, thì cái mẫu này là em mới về và hiện tại thì sẽ chờ bàn giao cho các khách hàng đã đặt mua rồi, và thời điểm tới khi mà có không gian thì em sẽ bày cái mẫu này ra để phục vụ các bác. Đấy, những mã hàng mới nhất trong năm 2024, 75 QLED 86 TSA sản xuất này, tháng sản xuất này, tháng 8 của năm 2024 các bác nhé. Mọi thông tin các bác cần hỗ trợ thì có thể truy cập website Ecomart hoặc gọi về tổng đài 0974 17856 để bên em hỗ trợ và tư vấn chi tiết hơn. Cảm ơn các bác.